Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với đường hai chiều. Có lẽ không cần phải dài dòng nữa, các bạn nhìn ở đây cũng thấy hai nhân vật của chúng ta. Thì đây chính là SH2020 và bên kia là kẻ tiền nhiệm của nó. Cái cuộc chiến này thì gian gần đây thì có lẽ rất là hot, và mình thấy là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Thì lý do gì ở Đức? Có một cái vấn đề khi mà cái chiếc SH đời 2020 này nó được ra mắt, đó chính là tất cả mọi người đều đổ xô đi mua cái chiếc xe đời trước này. Và thậm chí là cái giá của cái chiếc đời tiền nhiệm này nó còn bị đội lên cao hơn cả cái đời mới này cơ. Và hãy cùng tìm hiểu xem là lý do vì sao mà cái chiếc xe đời cũ này tự nhiên nó lại trở thành hot đến như thế. Ra video này không hoàn toàn là so sánh gọi là thuần túy, mà bọn mình muốn gọi là đánh giá và cảm nhận những cái sự nâng cấp ở trên SH mới, nó có gì tiện hơn không, nó có gì gọi là hấp dẫn hơn không, mà tại sao người ta lại thờ với nó đến như thế. Thì bắt đầu video nhá. Và phần đầu tiên thì mình sẽ so sánh nhanh một chút về mặt thiết kế cũng như là trang bị có mặt ở trên chiếc SH2020 cũng như là kẻ tiền nhiệm của nó. Và trước khi bắt đầu video thì mình xin phép được đính chính một chút là chiếc SH đời trước này này thì nó là SH125 thôi. Tuy nhiên thì cái phần này nó chỉ phục vụ cho mục đích là so sánh về thiết kế cũng như là trang bị, nên mình nghĩ là chắc là nó cũng sẽ đủ dùng. Và cái xe này là xe của Đức, Đức tóc dài các bạn nhé, không phải là Đức kiểu Germany đâu nhé. Xe của Đức tóc dài, không phải sản xuất tại Đức. Mình sẽ so sánh nhanh, rất là nhanh thôi. Còn chút nữa thì Đức nó sẽ đánh giá về cái mặt vận hành so với cả đời trước thì như thế nào. Đức thì đã có kinh nghiệm chạy cả 150 và 125 của SH đời trước rồi. Nên là bây giờ bắt đầu với thiết kế và trang bị nhá. Đầu tiên thì nói về thiết kế đi. Nhìn tổng thể thiết kế của hai chiếc xe này thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện là xấu hay là không xấu. Thật ra về cái chuyện SH2020 xấu hay không thì mình nghĩ là còn tùy vào mắt của mỗi người. Và cái vấn đề đấy thì mình xin phép là không đánh giá theo quan điểm cá nhân, vì nó sẽ khá là gây tranh cãi. Tuy nhiên thì có những cái điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái sự khác biệt ở trên hai mẫu xe này là SH2020 ấy, thì tổng thể thiết kế của nó được vuốt nhiều hơn, nhiều đường nét hơn. Và cái điều này thì mình không biết là tùy mắt mỗi người sẽ có thích hay không nhá. Cá nhân mình thì thấy thì nó cũng khá là bắt mắt. Tuy nhiên thì cái việc mà vuốt xe như này ấy, thì nó lại hơi hướng là vuốt theo kiểu là vuốt gọn lại. Thế nên là nhìn tổng thể giữa hai xe thì chiếc SH2020 thì có cái phần nào đấy nó bị gọi là bé hơn một chút so với cả SH đời trước. Tiếp tục với thiết kế thì các bạn có thể thấy là phần đầu xe ở đây và trên tổng thể cái xe SH2020 luôn, chúng ta có rất nhiều chi tiết được mạ chrome. Thì mạ chrome như thế này sẽ đem lại một cái sự nó bóng bẩy hơn, nó giống ô tô hơn, nhiều người nói như vậy. Tuy nhiên thì cái này thì sẽ tùy vào mắt của mỗi người nhá, cái nào thì mình không nói. Rồi nói về chất liệu một tí đi, thì các bạn nghe thử nhá. Và chúng ta xem bên này. Thật ra không biết các bạn có nhận ra được cái sự khác nhau dựa vào âm thanh hay không, nhưng mà khi mà mình gõ thử vào cái chất liệu ở trên hai cái xe này ấy, thì mình cảm giác là cái phần nhựa ở trên SH cũ nó dày dặn hơn so với cả cái phần nhựa ở trên này. Có lẽ là SH mới làm như thế để giảm thiểu cái trọng lượng xuống, và đúng là thực sự là trên SH mới này thì nhẹ hơn. Cái này thì về độ bền thì về lâu về dài chúng ta biết được, chứ còn bây giờ mình có thật mình không kinh phí để mình test thử đâm nó có bị đổ hay là bị vỡ hay không, cái đấy thì bạn sẽ phải để sau. Tiếp tục xuống phần đuôi xe đi thì mình muốn nói thêm một cái đặc một gọi là một chi tiết mà nhiều người có vẻ là không thích, là cái phần mạ chrome ở đuôi này nó tách cái phần đèn hậu ra, và nhiều người nói rằng là cái đuôi này thực sự nhìn không đẹp và cái chrome này nó làm cho cái phần đuôi xe trở nên bị thô. Thực tế ra thì với trải nghiệm cá nhân của mình thì mình cũng thấy như vậy, mình thích cái đèn cũ hơn, nhìn nó liền mạch hơn. Còn cái đèn này thì công nhận là nhìn nó bóng bẩy hơn các thứ, nhìn nó kiểu tương lai hơn ấy, nhưng mà có lẽ là do mắt của mình nó không hợp, có thể nhiều người sẽ thấy cái đuôi này đẹp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nói một chút về trang bị đi, những sự khác nhau về trang bị. Mình muốn quay trở lại phần đầu một chút thì chúng ta sẽ nói về cái phần đèn pha xe ở đây. Thì có một cái sự khác biệt có thể thấy rõ nhất là đèn pha ở trên chiếc SH cũ ấy, thì nó được nằm ở phần tay lái trên này. Tuy nhiên thì SH mới thì lại nằm ở tít dưới này, giống như những chiếc xe được ra mắt gần đây cùng thời Everest chẳng hạn. Cái này thì mình không nói về xấu hay không nha, nhưng mình nói về cái sự tiện dụng của hai cái vị trí đặt đèn này. Với chiếc SH cũ ấy, thì phần đèn pha được đặt ở phần tay lái như thế này, thì khi các bạn rẽ, các bạn cua thì hướng ánh sáng sẽ đi theo hướng đi của chúng ta. Còn với chiếc SH mới thì nó sẽ bị cố định tại một điểm, và điều đó sẽ làm cho chúng ta là cái phần ánh sáng nó không đi theo hướng và có thể là sẽ gây ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta. Đặc biệt nữa là trong cái thời tiết Hà Nội hiện nay đang khá là nhiều sương mù, với việc đây là cái đèn như này này thì có thể sẽ làm chúng ta hơi khoăn việc đi lại, đặc biệt là vào buổi tối.
Có một cái sự thay đổi nữa, chúng ta có thể dễ nhận ra là cái phần đồng hồ ở đây thì trên đời cũ chúng ta sẽ có đồng hồ analog 3 khu vực ở trên và ở dưới chúng ta sẽ có một màn hình nhỏ LCD hiển thị một số những thông tin khác. Thì cái điểm lợi của cái mặt đồng hồ này ấy, thì nó sẽ là đi ra nắng nhìn nó rõ hơn, đặc biệt là khi chúng ta đi đấy thì trời rất là nắng thì nó sẽ nhìn ok hơn là so với cả màn hình LCD. Quay sang chiếc SH2020 thì các bạn thể thấy là bây giờ chúng ta đã có full gần như là LCD rồi. Cái gọi là cái kết cấu về cái mặt trước thì nó cũng xem như vậy. Với cái màn hình như thế này thì nó nhìn hiện đại hơn này, nó tương lai hơn và quan trọng hơn là nó thể hiện được nhiều thông tin hơn so với cả cái đồng hồ cũ. Tuy nhiên thì điểm trừ của nó thì khi mà đi dưới trời nắng ấy, thì nó sẽ hơi khó nhìn. Đây là cái bệnh chung của những cái màn hình LCD ở trên những chiếc xe máy rồi. Nó có thêm một cái tính năng nữa là nó cho phép kết nối Bluetooth với chiếc điện thoại của chúng ta. Thì chúng ta có thể xem những cái thông tin kiểu dạng như là cuộc gọi đến, tin nhắn này, rồi thông số xe. Thì những cái tính năng đấy với cá nhân mình cảm thấy là nó không thực sự quá hữu ích với mình trong cuộc sống hàng ngày. Vì cái việc mà xem là có tin nhắn đến hay là có điện thoại đến thì khi mà mình dừng xe hẳn thì mình có thể lấy điện thoại ra mình xem, thì mình không nhất thiết là phải báo trên này. Tuy nhiên thì nói về cái việc kết nối với cả điện thoại thì chiếc xe này cái quá trình kết nối nó không thực sự là thân thiện với người sử dụng, nó không dễ. Vì chúng ta sẽ phải nhập số khung của máy này, xong rồi là khi mà kết nối với cả cái phần Bluetooth ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mã pin riêng cho từng xe. Thì cái vấn đề là làm như thế nó sẽ mất thời gian và nó mất nhiều công đoạn hơn. Nếu như mà chỉ đơn thuần là kết nối này sẽ có mã pin hiện ở trên này để nhập vào điện thoại, thế là xong. Thì nó dễ dàng hơn và mình tin là sẽ có nhiều người sử dụng hơn. Nhân tiện nói về phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy là cái phần gù tay lái ở đây thì nó có cái kích thước lớn hơn so với cả cái đời cũ. Thì cái việc mà có một kích thước lớn hơn như này thì khi mà xe chúng ta chẳng may bị đổ chẳng hạn thì nó sẽ giúp bảo vệ cho cái phần phanh ở đây tốt hơn so với thế hệ trước. Và các bạn để ý một phần nữa là cái phần tay lái ở trên chiếc SH2020 này thì nó cũng rộng hơn và nó sẽ đem lại cho chúng ta một cảm giác lái nó thoải mái hơn một chút so với cả thế hệ trước. Nói thêm về những cái nút ở đây thì thật sự các bạn ấy thì có một cái nút joystick để điều khiển đồng hồ ở đây này. Mình không thấy thực sự là bền bỉ vì cầm này thì có thể sẽ rất là dễ gãy. Nên là các bạn nhớ chú ý khi mà thao tác, mua về mà thao tác thì nên nhẹ nhàng một tí. Sự thay đổi tiếp theo nữa có lẽ là chúng ta sẽ không nhận ra khi mà nhìn ở trên hình như này, đó là phần yên xe. Đúng là trên thì chúng ta nhìn về mặt thiết kế nó cũng không có nhiều điểm khác biệt lắm. Tuy nhiên thì về cái diện tích của người ngồi đằng trước ấy thì nó hẹp hơn so với cái thế hệ cũ. Thì điều này sẽ đem lại chúng ta khi mà chúng ta điều khiển xe, chúng ta chống chân ấy, thì khi mà được vuốt gọn lại như này thì chúng ta chống dễ dàng hơn. Về cái phần yên sau này thì ban nãy mình cũng được trải nghiệm và mình thấy rằng là ngồi trên này nó cảm giác đỡ chới với hơn so với cả cái thế hệ cũ. Đây là một cái điểm cũng khá là hay và lợi cho người ngồi sau. Và về thiết kế nữa thì nó cũng có một cái loại thiết kế mới và nhìn nó thể thao hơn. Ở dưới cái yên này thì chúng ta sẽ có một cái cốp cũng có cái thay đổi thiết kế mới, bởi vì bình xăng đã được đưa lên đằng trước. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái hộp ở đây sẽ để được những cái đồ ấy, mà thật ra cũng không để được nhiều lắm, để thêm được những cái kiểu dạng như là cá nhân, rất là cá nhân, như là kính mắt này, xong rồi sách vở gì đó, những cái đồ nó rất là bé bé xinh xinh ở đây thôi. Còn đằng trước thì chúng ta sẽ để được chắc là khoảng 2 cái mũ bảo hiểm thường và một cái mũ 3/4. Ở trong này thì cũng có một cái điểm nữa là chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB. Đây là một cái điểm cũng khá là khác biệt so với cả thế hệ tiền nhiệm. Thì chúng ta sẽ có hẳn một cái cổng USB riêng này luôn và sẽ có một cái chỗ để cắm điện thoại ở đây. Tuy nhiên thì mình không thực sự là khuyên các bạn là nên sạc điện thoại ra quách này, bởi vì là nó sẽ khá là nóng và những cái điện thoại nào mà có pin yếu ấy thì hoặc là pin đang chai ấy thì sẽ thực sự là nguy hiểm. Còn ở phía cái chiếc SH cũ thì chúng ta sẽ có là sạc tẩu thuốc và cái vị trí sạc của nó sẽ nằm ở đây. Nó rất là hẹp. Tuy nhiên thì nó sẽ an toàn hơn so với việc sạc trong cốp như thế này. Cái này là 19/10 thôi. Ban nãy mình có nói bình xăng đã được đưa về phía đằng trước thì đây, chúng ta sẽ có cái phần nắp bình xăng tại đây. Thì cái việc thiết kế như này thì nó vừa là điểm tiện lợi và vừa là cái điểm bất lợi. Cái điểm tiện lợi là khi các bạn đổ xăng các bạn không cần phải mở cốp lên. Và cái điểm bất lợi của nó là với những cái người mà là các bà, các mẹ, các chị em ấy đi chợ hay treo đồ ở đây này mà đi đổ xăng lại phải móc đồ ra mở thì lúc đấy mới đổ xăng được, thì nó lại bất tiện hơn. Thì cái này nó là một cái phần được gọi là được cái này thì mất cái kia. Rồi, và đó là những cái điểm khác biệt về mặt thiết kế cũng như là trang bị ở trên hai mẫu xe SH2020 và đời tiền nhiệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần vận hành, nó có khác gì không? Và lần này thì Đức Tóc Dài sẽ chia sẻ với các bạn. Và trước khi trải nghiệm cái chiếc SH đời 2020 này thì mình cũng muốn chia sẻ luôn là đây không phải là một cái chiếc SH mà có thể mang ra so sánh với cả cái chiếc xe đời mới này được. Bởi vì đây là chiếc xe mình đang sử dụng và nó chỉ là 125 phân khối thôi. Lý do mình sử dụng 125 thì trước đây đi 150 xong rồi bị trộm mất. Rồi về động cơ của cái chiếc xe đời mới này thì nó được trang bị cái động cơ ESP cộng. Đó, ESP cộng nghe thế là đã thấy nhiều hơn rồi đúng không? Thì cái động cơ này thay vì là 2 van bây giờ đã được nâng cấp lên thành 4 van. Một cái sự nâng cấp mà mình nghĩ là rất là đáng giá cho một cái chiếc xe ga cao cấp như thế này.
Ngoài ra thì ở bên trong này cũng có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được bằng mắt đâu. Nhưng mà nó sẽ có một cái hệ thống tăng cam thủy lực giảm ma sát mới này, hay là một cái dây đai truyền động công nghệ mới, và nó sẽ làm cho chiếc xe này hoạt động trơn tru hơn rất là nhiều. Rồi, nói thế thôi. Ngoài ra thì về những cái thông số như kiểu là lốp xe rồi mâm xe thì nó vẫn y nguyên như là cái phiên bản cũ. Lốp trước là 100, lốp sau là 120, mâm 16 inch. Thì bây giờ hãy thử ngồi lên xe và trải nghiệm cùng mình xem là cái chiếc SH mới này nó vận hành nó có tốt hơn là cái đời cũ hay không nhá. Rồi, cái cảm giác đầu tiên của một người mà đã sử dụng cả 125 cả 150 SH đời phiên bản tiền nhiệm của chiếc xe này ấy, thì mình cảm thấy là cái ấn tượng ban đầu của mình về cái chiếc xe này rất là tốt về vận hành, khi mà xe cho một cái cảm giác lên ga tăng ga cực kỳ mượt mà, cực kỳ êm ái. Thêm một nữa là cái tư thế ngồi này được thay đổi này, và mình cảm thấy là cái tư thế ngồi này nó thoải mái hơn rất là nhiều so với cả cái phiên bản cũ, khi mà tay lái nó đưa rộng hơn và cái cân nặng của xe cũng được giảm đi, tạo cho chúng ta một cái cảm giác mà điều khiển xe nó cực kỳ là linh hoạt và dễ chịu, nó không còn bị mỏi. Khi mà điều khiển cái chiếc xe đời cũ thì cái tay lái nó hơi bị hẹp hơn một chút, chính vì vậy cho nên là cái việc mà đánh lái nhiều khi là bị cảm giác nó hơi nặng, và với chiếc xe này nó rất là nhẹ và kiểm soát xe rất là tốt. Và một điều nữa là cái giảm xóc sau của cái chiếc xe này cũng đã được cải thiện hơn rất là nhiều, khi mà nó êm hơn thì phiên bản trước. Nhưng mà rất nhiều người cũng đã phàn nàn về cái chuyện là cái phiên bản SH 2017 giống của mình ấy thì nó hơi cứng một chút ở cái phần giảm xóc sau, vì chiếc xe này đi êm hơn, cảm giác là nó giảm trần tốt hơn là cái phiên bản cũ. Ở về trang bị thì chiếc xe này cũng được trang bị một cái hệ thống phanh ABS 2 kênh giống như phiên bản trước thôi. Tuy nhiên thì ở cái phiên bản mới này, những cái phiên bản mà có ABS thì sẽ được trang bị thêm cái hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control. Thì đây là một cái tính năng mà sẽ giúp cho chiếc xe kiểm soát được cái lực kéo của động cơ tác động lên cái bánh xe sau, khi mà chúng ta đi vào những cái tình huống mà có thể gây đến trượt bánh sau thì động cơ sẽ được ghìm lại và cân bằng lại xe, giúp cho xe không phải bị xòe. Đây là coi như là một cái công nghệ chống xòe ấy, để giảm thiểu các cái trường hợp mà xe vào cua mà quá nhiều ga rồi bị trượt bánh, hay là đi vào đường xấu rồi trơn trượt các thứ, thì nó sẽ giảm thiểu được cái xác suất mà người lái sẽ phải gặp tai nạn khi mà gặp những cái tình huống xấu như thế. Thế đây là một cái trang bị an toàn mà mình cảm thấy là nó rất là đáng tiền trên một cái chiếc xe ga cao cấp như thế này. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta kích hoạt cái hệ thống kiểm soát lực kéo này mà thốc ga lên thì xe sẽ không vọt được ngay đi như là cái phiên bản SH đời trước đâu, bởi vì khi đó thì cái hệ thống kiểm soát lực kéo này nó sẽ kick in, và khi Traction Control nó kick in, nó tác động vào thì động cơ nó sẽ hơi ghìm lại xe một chút và sẽ không cho chúng ta được một cái cảm giác gọi là vọt một phát vọt đi đâu, mà xe nó sẽ vọt đi ở một cái trạng thái cân bằng nhất có thể. Thì đây là một cái tính năng an toàn và chúng ta hãy đi an toàn, cho nên là cái tính năng an toàn này mình nghĩ là rất là có giá trị đối với cả cái chiếc xe này. Và một cái nữa là cái tính năng Traction Control này nó tác động vào xe rất là nhanh và rất là nhạy. Thì ban nãy mình có thử đánh lái gắt hay là mình vào cua và nhồi nhiều ga thì có thể cảm thấy ngay là cái động cơ nó bị ghìm lại bởi cái hệ thống này, chứng tỏ là hệ thống này hoạt động rất là tốt. Trên SH thì mình không nói, nhưng mà đối với Honda thì những cái dòng xe phân khối lớn mà có được trang bị cái tính năng kiểm soát lực kéo này, ví dụ như kiểu CB650 thì cũng có nhiều người phàn nàn về cái chuyện nó can thiệp sớm quá. Nó can thiệp sớm quá thành ra là nó ghìm xe lại, cảm giác đi nó không phấn khích nữa. Nhưng mà đấy mình không nói, mình sẽ nói về cái chiếc SH này thôi. Thì với cái sự độ nhạy của cái hệ thống kiểm soát lực kéo này thì mình thấy là nó rất là an toàn dành cho người đi, đặc biệt là với những cái tình huống mà nó rất là bất ngờ, bất thình lình. Ví dụ điều đi ngoài đường không, nhưng có một bà ú hòa một cái ở trước mặt, xong phải đánh lái gấp như thế này, thì cái hệ thống này cực kỳ là hữu dụng và sẽ cứu sống chúng ta đấy. Rồi về cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì có lẽ là bọn mình chưa có đủ những cái thời gian để mà trải nghiệm trên chiếc xe này, để mà nói về là nó có hao xăng hay là nó tiết kiệm hay như thế nào đấy thì mình không thể nói được luôn. Nhưng mà tuy nhiên với cái động cơ ESP đời cũ mà ở trên cái phiên bản 2017 ấy, thì mình thấy là nó đã khá là tiết kiệm rồi. Thì mình tin là với những cái công nghệ mới ở trên chiếc SH này, mới
thì nó sẽ còn tiết kiệm hơn rất là nhiều so với cả phiên bản cũ. Và một vài cái điểm mình cảm thấy không thích ở trên cái chiếc SH đời mới này, đó là đầu tiên là cái mặt đồng hồ. Cái mặt đồng hồ dạng điện tử số như thế này thì dưới trời không quá nắng nó cũng hơi khó nhìn rồi. Mà nếu như mà trời nắng gắt hơn một chút thì chắc chắn là mắt sẽ phải rất là nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian để mà nhìn được các cái thông số trên mặt đồng hồ này. Bởi vì nó có rất là nhiều thông tin chứ nó không đơn giản như là cái phiên bản Everblade mà trước đây mình đã từng trải nghiệm và chia sẻ với các bạn. Và đấy là một cái điểm mà mình cảm thấy là mình thích hơn ở cái chiếc SH đời cũ của mình. Một cái điểm thứ hai đó chính là cái gương. Gương ở phiên bản này thì để mà hòa hợp vào với cái thiết kế của xe thì nó được làm thon gọn và nhỏ hơn đối với cả so với cả phiên bản cũ. Thì mình cũng thích gương to hơn, gương càng to mình càng thích. Và đi xe lúc nào đủ hai xẻng nhá. Cho nên là cái gương này nó nhỏ hơn một chút. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tầm nhìn nó không bị quá là kém hơn đâu. Tầm nhìn vẫn rất là tốt và vẫn có thể bao quát được các cái phương tiện ở đằng sau. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái gương to như là ở cái phiên bản cũ ở trên chiếc xe của mình hơn. Và vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về cái chiếc SH đời mới này khi mà vận hành của nó, những cái điểm mình thích và những cái điểm mình không thích. Và bây giờ thì hãy cùng mình và anh Tân tóm gọn lại xem là liệu cái chiếc xe đời mới như thế này với những cái tính năng mới như thế này thì tại sao mà người dân lại vẫn chuộng cái đời SH cũ như thế. Đi thôi. Ok, và đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái so sánh rất nhanh của bọn mình với chiếc SH 2020 và kẻ tiền nhiệm của nó. Thực tế ra thì hôm nay không phải là một bài so sánh cách hoàn toàn, mà thực ra là bọn mình muốn đi tìm một cái lý do là tại sao SH 2020 lại bị thờ ơ đến như thế. Thì mình sẽ nói trước về phần thiết kế cũng như là trang bị. Thì phải công nhận một điều rằng là SH mới ấy, có rất nhiều những cái trang bị, những cái nâng cấp mang tính tương lai, đúng không? Rất là công nghệ, rất là hiện đại. Không chỉ nói về động cơ đâu mà nói về cả xe luôn. Rất nhiều những cái mới. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là có lẽ cái điểm chí mạng và điểm chết người của SH 2020 đó chính là cái thiết kế của nó. Nó quá gây tranh cãi, có quá nhiều người bảo xấu, cũng có quá nhiều người bảo đẹp. Và có lẽ là đấy là lý do vì sao nó lại không được nhận được nhiều sự quan tâm như thế. Nhưng mà có vẻ như về phần vận hành nhá, thì là hoàn toàn khác hẳn. Đấy, Đức có thể chia sẻ với cả mọi người. Thực ra thì mình là một cái người mà đã có cơ hội mà được đi SH đời trước cả 125, 150, thôi nói về 150 đi, so 150 với 150. Thì nếu như mà để nói về một cái chiếc xe SH mà từ cái lúc mà nó mới mua đi, cái lúc mà nó vận hành có thể gọi là trơn tru nhất mà mọi linh kiện nó còn ok nhất ấy, thì kể cả cái đời 2020 này nó vẫn vận hành cảm giác là nó tốt hơn so với cả cái chiếc 150 của cái đời 2017 trước đây mình đã từng sử dụng. Nó cho mình một cái cảm giác nó êm hơn rất là nhiều, nó mượt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái tư thế lái nó được thoải mái hơn rất là nhiều. Khi mình đã nói chia sẻ ban nãy ấy, rồi góc lái rồi cân nặng rồi các thứ kiểm soát xe nó tốt hơn rất là nhiều. Và để nói về cái chuyện là mọi người thờ ơ với cả cái chiếc SH mới này và đổ xô đi mua cái đời cũ này thì có lẽ là mọi người chưa thực sự có cơ hội được trải nghiệm cái cảm giác lái của cái chiếc xe mới này. Bởi vì theo quan điểm của em thì mua một cái chiếc xe về mình cũng đâu phải là để đẹp đâu, mà mình để đi nữa, và đi nó phải sướng nữa. Mình mua SH đâu phải để đẹp đâu, để đi sướng mà. Cho nên là cái chiếc xe mới này này nó mang cho mình một cái cảm giác mà mình có thể quên hết tất cả mọi cái tranh cãi, mọi cái gọi là phàn nàn về ngoại hình đi. Kể cả nó có những cái bất tiện, đồng hồ bất tiện hay là sạc bất tiện hay cái gì, nó không quan trọng, quan trọng là mình đi phải sướng. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Thì mình nghĩ là cái chiếc xe này nó sẽ bù đắp lại cho người mua về cái cảm giác đi rất là tốt, thay vì là cứ tranh cãi về cái chuyện là đẹp xấu hay là như thế nào đấy. Mình nghĩ rằng là nếu như có cơ hội thì các bạn nên cho chiếc SH 2020 này một lần chạy thử để xem là nó có xứng đáng và nó có bù đắp được tất cả những cái điểm trừ kia không. Đó. Và có mong rằng là trong tương lai thì chúng ta sẽ thấy những chiếc xe của Honda mà sẽ có cả về ngoại hình và cả về vận hành, nó sẽ ngon lành hơn. Thế này rất là nhiều cái tranh em tranh cãi kiểu mệt lắm. Và trước khi kết thúc video thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Cường Ngân tại địa chỉ 50A Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội đã cho đường hai chiều một chiếc xe để thực hiện được video review này. Và vẫn cảm ơn các bạn đã xem hết video, và nếu thứ hai đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe và nút chuông bên cạnh để ủng hộ cho đường hai chiều nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.